Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tổng kết chương trình đào tạo tư vấn viên 2018, dự án hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Samsung. Trong 2 năm đào tạo đã có 95 tư vấn viên được đào tạo thông qua chương trình. 28 trên 95 tư vấn viên sẽ tiếp tục được cử đi đào tạo chuyên sâu tại Hàn Quốc. Tại lễ tổng kết, đại diện Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, đây là chương trình đào tạo bài bản thiết thực có ý nghĩa quan trọng đối với các học viên và doanh nghiệp Việt Nam. Và tin tưởng 95 học viên đã được đào tạo năm 2018 và 28 học viên được đào tạo nâng cao tại Hàn Quốc sẽ phối hợp với cục công nghiệp Bộ Công Thương và các đơn vị chức năng của Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam để đạt được các tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu, từ đó dễ dàng hơn trong việc tham gia chuỗi sản xuất quốc tế. Đại diện tập đoàn Samsung Việt Nam cho biết với những kiến thức và nền tảng các học viên đã đạt được qua chương trình sẽ tiếp tục áp dụng phát huy để giúp các doanh nghiệp việt nam cải tiến đổi mới nâng cao trình độ sản xuất quy mô quy trình quản lý sản xuất xứng tầm tham gia hòa nhập tốt vào các chuỗi sản xuất toàn cầu